Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Thì ở đây mình đang có một chiếc máy đến từ nhà Samsung, một chiếc máy tầm trung nhưng sẽ không được bán tại thị trường Việt Nam mà nó sẽ chỉ bán tại bên Trung Quốc. Về hiện tại thì đã được xách tay về. Đây chính là Samsung Galaxy A60. Ten ten. Ở đây thì mình đang có một cái hộp và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chiếc Samsung Galaxy A60 để xem rằng là với phân khúc giá là 6.500.000 tại XT Mobile đang bán thì nó sẽ mang lại cho các bạn những gì và trải nghiệm trên nó sẽ ra sao nhá. Đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ phải mở hộp cái chiếc máy này ra trước. Ở trên đây đã có con tem rất to của XT Mobile rồi, thế nên mình cũng không cần phải nhắc lại nơi bán làm gì. Tiếp tới bên dưới thì sẽ là một cái hộp nhỏ hơn. Bên trong đây thì mình dự đoán, đây chính xác rồi, nó sẽ là sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái case bảo vệ bằng silicone để cho các bạn có thể bảo vệ chiếc máy. Đây sẽ là que chọc sim và que này vẫn sẽ là một que giống kiểu những chiếc máy tầm trung khác, vẫn là một thanh sắt được uốn lại chứ không xịn sò như những chiếc máy dòng S hay dòng Note. Tiếp tới thì chúng ta sẽ có một phụ kiện ở bên dưới. Thì đây sẽ là một cục sạc hỗ trợ chúng ta phát chạc 15W với nguồn ra lớn nhất là 9V và 1.67A. Tiếp tới không thể thiếu là một sợi cáp sạc với chuẩn là USB Type-C. Cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có là một cái tai nghe với cái chuẩn jack cắm đó là USB Type-C. Tức là với chiếc Samsung Galaxy A60 này nó sẽ không còn giữ lại cái cổng cắm tai nghe 3.5mm nữa, nên là anh em sẽ phải chú ý. Mà Samsung cũng sẽ không tặng cho chúng ta cái cổng chuyển đi kèm theo đâu, thế nên các bạn sẽ phải giữ thật cẩn thận cái tai nghe đi theo máy nhá. Đến với chiếc Samsung Galaxy A60 thì ở đây mình đang có cái phiên bản màu xanh thì rất là đẹp mắt, mà mình cũng chưa rõ là Samsung đặt tên cho nó là xanh gì, chỉ biết là cái mặt lưng này nó sẽ có hiệu ứng chuyển gradient từ màu xanh ngọc đậm lên cái màu xanh ngọc nhạt hơn một chút, và nó sẽ có một sự pha trộn ở phần giữa như thế này. Khi các bạn nghiêng qua nghiêng lại á thì cái mặt lưng này nó cũng sẽ có những cái hiệu ứng giống như kiểu là màu bảy sắc cầu vồng. Nói chung là nó sẽ có một hiệu ứng rất giống như trên cái mặt lưng của chiếc Samsung Galaxy A50 và A70 gần đây đang có. Nói chung là nó có một hiệu ứng thị giác rất là đẹp mắt. Mặt lưng này thì vẫn sẽ được làm bo cong để mang lại cho các bạn một cái cảm giác cầm nắm là tốt hơn, và nó vẫn sẽ được cấu thành từ chất liệu nhựa, khung viền cũng sẽ được làm từ nhựa luôn. Mặc dù khi mà thoạt nhìn vào chúng ta nhìn nó rất là giống kính, nhưng khác với Samsung Galaxy A50 và A70 thì chiếc Samsung Galaxy A60 này sẽ có cái cảm biến vân tay được nằm trên mặt lưng, tức là nó sẽ không có một tấm nền xịn sò và cũng như là cái công nghệ vân tay dưới màn hình nữa rồi. Nó sẽ là vân tay bình thường mà thôi. Trên đây vẫn sẽ là cụm 3 camera với độ phân giải camera chính lên tới là 32 megapixel, độ f/1.8, camera ultra wide độ phân giải 8 megapixel, và cuối cùng là camera độ sâu trường ảnh với độ phân giải là 5 megapixel. Như vậy là cụm 3 camera này nó cũng sẽ có những cái tính năng giống y hệt như là chiếc Samsung Galaxy A50 và A70, nên là mình cũng không cần phải chia sẻ lại quá nhiều. Quay ra với phần mặt trước của chiếc Samsung Galaxy A50 này thì như mình đã chia sẻ rồi, nó sẽ không có một cái tấm nền xịn sò như chiếc Samsung Galaxy A50 và A70, mà nó sẽ chỉ được dùng cái tấm nền là LBS TFT mà thôi. Tất nhiên khi nghe đến đây thì các bạn sẽ cảm thấy hơi thất vọng, bởi vì là TFT là một trong những loại tấm nền nó giá rẻ và nó mang lại một chất lượng không được ngon như IPS và Super AMOLED, nhưng mà đây sẽ là một dạng biến thể mới của tấm nền TFT, nó là PLS TFT, nên nó đã có một góc nhìn rộng hơn, một cái độ sáng tốt hơn, và cũng như là cái độ trong của nó cũng đã được cải thiện lại. Từ đó nó sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm nó gần sát nhất với cái màn hình IPS, nên là các bạn cũng sẽ không cần phải quá đắn đo với vấn đề này. Mà quan trọng ở đây á, đó là nó sẽ có cái dạng màn hình đục lỗ, nó sẽ mang lại cho các bạn một trải nghiệm cao cấp gần giống như là chiếc Samsung Galaxy S10e mà gần đây chúng ta đã thấy. Một chiếc máy giá rẻ khoảng tầm 6 triệu mà vẫn mang lại cho các bạn một trải nghiệm mới, thế là ok rồi đúng không? Màn hình này sẽ có kích thước là 6.3 inch, độ phân giải là Full HD cộng, và nói chung với màn hình này ở phân khúc tầm giá này thì mình cũng sẽ không có bất kỳ điều gì phải phàn nàn cả. Thứ phần viền hai bên cũng đã được tối ưu hóa lại để cho nó mỏng hơn, ngay cả cái phần bên dưới các bạn có thể thấy nó đã mỏng hơn rất nhiều so với những chiếc máy khác được sử dụng tấm nền IPS hoặc là TFT. Đến với một thứ mà có lẽ các bạn đang rất quan tâm trên chiếc Samsung Galaxy A60 này, đó là về cấu hình của nó. Thì với chiếc Samsung Galaxy A60 này nó sẽ được sở hữu con chip Snapdragon 675, chúng ta có 6GB và 64GB nhớ trong. Ở đây thì mình cũng đã chấm thử điểm AnTuTu ra, nó sẽ đạt cho mình là 166.321 điểm. Trong đó thì cái điểm GPU của mình đạt được là 33.000. Một số điểm nó sẽ không quá cao, nhưng nếu như các bạn mở cái tựa game đấy là PUBG Mobile ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chiếc máy này cũng đã được tối ưu hóa cực kỳ tốt cho cái tựa game PUBG Mobile này. Khi mà cái đồ họa của nó nếu mở lên hết cỡ thì chúng ta có thể để được là HDR cực cao, và khi chúng ta mở xuống mượt thì nó sẽ đạt được là mượt và cực độ. Một cái bức setting nó khá là tương đồng với những cái chiếc máy đang chạy con chip Snapdragon 835 hiện nay.
Và cụ thể trong cái trải nghiệm thực tế như thế nào thì có lẽ là các bạn sẽ phải chờ mình có những cái video test game trên máy này để xem rằng là nếu như đẩy lên HDR và cái độ mượt mà, cái tốc độ khung hình nó là cực cao thì cái chiếc máy có bị gặp dừng lag trong quá trình chơi hay không nhá. Nhưng mà mình nghĩ thì nó cũng sẽ không bị đâu, bởi vì là cái chiếc Samsung Galaxy A70 được sử dụng con chip Snapdragon 675 và tối ưu hóa y chang như thế này, nó đã mang lại những cái trải nghiệm chơi là rất ok rồi. Nhưng mà A70 thì nó sẽ hơi gặp vấn đề một chút, một số chiếc máy sẽ bị gặp vấn đề về cảm ứng. Thì mình mong rằng là chiếc máy này nó sẽ không bị, để cho các bạn có những cái trải nghiệm là tốt nhất khi mà chiếc máy đã được tối ưu hóa rất tốt cho những tựa game kiểu PUBG Mobile rồi. Và nếu như các bạn mang chiếc Samsung Galaxy A60 này so sánh với chiếc Xiaomi Redmi Note 7 Pro đợt vừa rồi mới ra mắt của Xiaomi, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có một mức giá cũng khá tương đồng này. Chúng ta có một cái cấu hình hiệu năng tương đồng và chúng ta có một cái camera nó cũng gần như là xem nhau. Nhưng nếu như bây giờ các bạn nhìn vào mặt thông số, về mặt thương hiệu và về mặt cấu hình, thì các bạn đã thấy rằng là cái chiếc Samsung Galaxy A60 này gần như là nó đã nhỉnh hơn rồi. Và chúng ta cũng có thể nói đây chính là đối trọng lớn nhất của chiếc Xiaomi Redmi Note 7 Pro ở trên thị trường hiện tại. Đến với thời lượng pin thì chiếc Samsung Galaxy A60 này sẽ mang lại chúng ta một quả pin với dung lượng là 3500 mAh. Không phải là một dung lượng pin quá lớn nhưng nó vẫn sẽ đủ để cho các bạn có thể sử dụng. Ví dụ như các bạn dùng với những tác vụ nhẹ nhàng như lướt web, xem phim, check Facebook, YouTube các kiểu thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nó tốt trong vòng một ngày. Nhưng nếu như các bạn dùng nó với những tác vụ nặng hơn chẳng hạn, ví dụ như chơi game, thì có lẽ là cái thời gian của nó sẽ bị thu hẹp lại. Và nói chung là tùy theo cái nhu cầu của bạn mà thôi. Nhưng bản thân mình nhận thấy thì quả pin 3500 mAh cũng đã khá đủ để các bạn có thể sử dụng. Với trên đó là video mình chia sẻ đến các bạn về chiếc Samsung Galaxy A60 hiện nay đang được bán với mức giá khoảng tầm là hơn 6 triệu. Bản thân mình nhận thấy thì đây là một chiếc máy nó rất ổn về cả mặt thương hiệu, cả mặt cấu hình, cả mặt camera, và chúng ta cũng sẽ có một màn hình với những trải nghiệm mới mẻ, đó là màn hình Infinity O. Và các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.